Xin chào các bạn, xin chào mừng các bạn quay trở lại góc sống vui sống khỏe. Mình là Nguyễn Xuân Thuận đây. Và như đã hứa thì hôm nay mình sẽ chia sẻ về tiêu chuẩn của đường huyết theo tiêu chuẩn của môn khí công y đạo. Và trước khi đi vào phân tích tiêu chuẩn của đường huyết thì Thuận muốn tóm tắt lại cái nội dung ngày hôm qua một chút. Và Thuận muốn nhắc lại cái đường huyết của ngày hôm qua Thuận đã đo được và được cho Thuận cũng như là đo được từ một bạn đồng nghiệp của Thuận. Xin mời các bạn xem lại video. Bây giờ mình sẽ đo đường sau khi ăn. Thường chúng ta sẽ đo đường sau khi ăn khoảng tầm 30 phút trước khi ăn và 30 phút sau khi ăn. Thì Thuận sử dụng cái kim cũ đâm ra để vệ sinh, Thuận sẽ khử cái lọ xịt cái lọ cồn này. Đường là hiện tại là 4.7, như vậy là bữa ăn vừa rồi của Thuận là bị giảm đường, không hiểu ăn cái gì mà giảm đường. Mà sau khi bữa ăn mà Thuận còn uống thêm 3 thìa đường nữa, con số 4.7. Ngày trước các bạn là 5.8 và bây giờ 4.7, giảm một số. Và đây là đồng nghiệp của Thuận và bạn Hành cũng vừa đi ăn chưa về. Thế thì Thuận mới kiểm tra đường huyết xem bạn này là đường huyết là bao nhiêu. Thì đây, chỉ số của bạn này là 9.2. Đó, một chỉ số rất là cao. Vâng, và như vậy thì các bạn biết là đường huyết trước khi ăn của Thuận là 5.8 và sau khi ăn còn có 4.7 mà thôi. Vậy thì con số này có ý nghĩa như thế nào? Xin mời các bạn cùng phân tích cái chỉ số đường huyết theo bảng khí công y đạo. Giới thiệu với các bạn thầy Đỗ Đức Ngọc, thầy là thầy tổ của môn khí công y đạo. Theo thầy thì đường huyết khi đói của một người bình thường nó dao động trong khoảng 100-140mg/dL hay là từ 6-8mmol/lít, và khi no là từ 140-200mg/dL hay là 8-10mmol/lít, thì đây là đơn vị quy đổi ra mà thôi. Và quay trở lại với cái số đo đường của Thuận hồi nãy, khi mà lượng đường đói của Thuận là 5.8, như vậy so với cái mức tiêu chuẩn là Thuận là dưới tiêu chuẩn. Đó, nhưng mà tuy nhiên cái số này chênh lệch không nhiều trong tạm thời để đói nhất của cái lúc đói. Đó. Tuy nhiên có một cái số là đấy là đường huyết của Thuận khi no là chỉ có 4.7 mà thôi. Theo tiêu chuẩn thầy Ngọc thì thấp nhất phải là 8, khi ăn xong thì thấp nhất phải là 8. Tuy nhiên của Thuận chỉ là 4.7. Như vậy là không hiểu là Thuận ăn cái gì trong bữa trưa đó để làm giảm đường huyết. Hay nói cách khác là cái bữa ăn đó không những không mang lại đường mà nó còn có những cái chất mà còn giảm những đường huyết đi nữa. Thế thì con số này có cái ý nghĩa lớn là các bạn có thể theo dõi đường huyết hàng ngày và các bạn điều chỉnh cái lượng thức ăn. Giả sử như các bạn có thể ghi chép lại là cái bữa vừa rồi chẳng hạn, chúng ta ăn một cái gì đó mà nó làm mất đường huyết thì rõ ràng là nếu mà đường huyết của chúng ta cao thì chúng ta chỉ cần ăn thức ăn này là nó sẽ tụt đi mà thôi. Ở đây là, của Thuận là tụt đi hẳn gần một số. Còn trong trường hợp mà chúng ta theo dõi là sau khi ăn một loại thức ăn nào đó mà đường huyết của chúng ta tăng đó, thì chúng ta biết là mai này cần tăng cái đường huyết là chúng ta cần phải ăn những thức ăn như thế này. Thế thì với cái mức độ đường huyết chỉ có 4.7, lúc no thì rõ ràng là Thuận không đủ sức để làm việc và làm việc rất là mệt mỏi trong một cái buổi chiều. Và theo thầy Ngọc thì những người nào mà có triệu chứng như là hay buồn ngủ, hay ngáp dài ngáp ngắn, rồi mệt mỏi thường xuyên, mà nhiều lúc là đi khám bác sĩ không rõ nguyên nhân nào, thì các bạn nên đo đường huyết. Và nếu mà đường huyết thấp thì các bạn nên bổ sung thêm lượng đường để đưa vào cái mức tiêu chuẩn. Và các bạn hãy nhớ rằng khi chúng ta bổ sung lượng đường vào thì chúng ta phải dùng đường mía hoặc là đường vàng, chứ tuyệt đối chúng ta không sử dụng đường trắng.
Nguyên nhân tại sao thì Thuận sẽ giải thích trong các video sau. Rồi, xin cảm ơn các bạn đã theo dõi và xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau, các video sau của Thuận. Xin chào và hẹn gặp lại.